Kính chào quý vị và các bạn. Phương Ly rất hân hạnh khi được đồng hành cùng với quý vị để cập nhật những thông tin trong nước nổi bật trên kênh YouTube Báo Sài Gòn Giải Phóng. Sau đây, mời quý vị và các bạn theo dõi nội dung chi tiết. Khoảng 6 giờ 30 phút ngày 2 tháng 3, một vụ va chạm giao thông giữa xe đầu kéo, xe khách và ô tô con đã xảy ra trên cao tốc Nghi Sơn - Diễn Châu, khiến giao thông ách tắc kéo dài. Theo thông tin ban đầu, vào thời điểm trên, xe đầu kéo kéo theo rơ móc chở ống nước lưu thông trên cao tốc Nghi Sơn - Diễn Châu hướng Bắc Nam. Khi đến địa phận huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An, bất ngờ va chạm với một xe khách và một ô tô con chạy cùng chiều. Rất may vụ va chạm không gây thiệt hại về người, nhưng cả ba xe bị hư hỏng nặng, giao thông hướng từ Hà Nội vào Nghệ An ách tắc, ùn ứ kéo dài. Nhận được tin báo, đội tuần tra kiểm soát giao thông đường bộ, cao tốc số 4, phòng 6 của Cảnh sát Giao thông đã có mặt tại hiện trường, giải phóng phương tiện để thông luồng giao thông. Nguyên nhân vụ việc sau đó được tiếp tục làm rõ. Trước đó vào chiều 23 tháng 2, đội tuần tra kiểm soát giao thông đường bộ cao tốc số 4, phòng 6, Cục Cảnh sát Giao thông Bộ Công an đã mời tài xế xe tải chạy ngược chiều trên cao tốc lên làm việc. Cụ thể, chiều 22 tháng 2, trên mạng xã hội Facebook xuất hiện một đoạn clip ghi lại hình ảnh một xe tải chạy ngược chiều trên cao tốc Nghi Sơn - Diễn Châu. Ngay khi nhận được thông tin về sự việc, đội tuần tra kiểm soát giao thông đường bộ cao tốc số 4 phối hợp với các đơn vị liên quan nhanh chóng xác minh, làm rõ. Qua xác minh, tài xế chạy ngược chiều trên cao tốc là anh Phan Văn S, sinh năm 1975, trú xã Lưu Sơn, huyện Đô Lương, tỉnh Nghệ An. Tại cơ quan công an, anh S trình bày, anh đang làm công trình đường gom cao tốc Diễn Châu - Bãi Vọt. Khoảng 6 giờ ngày 20 tháng 2, anh điều khiển xe tải biển kiểm soát 37C11390 lên công trường, nhưng do nhầm đường đã chạy lên cao tốc Nghi Sơn - Diễn Châu. Ngay khi biết nhầm đường, anh đã quay lại để xuống nút giao Diễn Châu đến công trường. Đội tuần tra kiểm soát giao thông đường bộ cao tốc số 4 đã lập biên bản vi phạm hành chính đối với tài xế S, tước giấy phép lái xe 7 tháng và tạm giữ phương tiện 7 ngày. Khoảng 2 giờ sáng ngày 1 tháng 3 trên tuyến đường cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết đoạn km 194+200 qua xã Hồng Liêm, huyện Hàm Thuận Bắc, tỉnh Bình Thuận đã xảy ra vụ tai nạn giao thông giữa 4 xe tải khiến một người tử vong, một người bị thương. Theo thông tin ban đầu, vào thời điểm trên, xe tải mang biển kiểm soát 51C...11 đang lưu thông hướng Bắc Nam thì giảm tốc độ vì phía trước có nhiều xe. Xe tải phía sau mang biển kiểm soát 89C...68 cũng giảm tốc độ theo. Ngay sau đó, xe tải mang biển kiểm soát 77C...75 từ phía sau chạy đến đã tông vào đuôi xe tải mang biển kiểm soát 89C...68 và xe tải này lại bị xe tải mang biển kiểm soát 79C...48 tông vào đuôi xe. Vụ va chạm liên hoàn đã làm xe tải mang biển kiểm soát 79C...48 bị bẹp nát phần đầu, ba xe còn lại cũng bị hư hỏng nặng. Tài xế xe tải mang biển kiểm soát 79C...48 tử vong, kẹt trong cabin, còn phụ xe bị thương và được đưa đi cấp cứu. Các lực lượng chức năng liên quan sau đó đã có mặt tại hiện trường để điều tiết giao thông, xử lý vụ việc và khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ tai nạn. Trước đó vào khuya ngày 4 tháng 1 tại km 150+600, cũng trên tuyến đường cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết, đoạn qua địa phận xã Phan Hòa, huyện Bắc Bình, tỉnh Bình Thuận, xảy ra vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng. Thời điểm trên, xe đầu kéo mang biển kiểm soát 63C-04218 kéo theo rơ móc biển kiểm soát 63R-00130 do ông Đoàn Quốc Việt, 37 tuổi, ngụ tỉnh Lạng Sơn, điều khiển theo hướng từ Bình Thuận đi tỉnh Ninh Thuận. Khi xe đang lưu thông trên cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết, km 150+600 đã tông vào phía sau rơ móc biển kiểm soát 60R-05350, được kéo bởi ô tô đầu kéo mang biển kiểm soát 60H-02418 do tài xế Võ Duy An, 32 tuổi, ngụ tỉnh Nghệ An điều khiển, chạy phía trước cùng chiều. Vụ tai nạn khiến tài xế Đoàn Quốc Việt tử vong tại chỗ, hai xe hư hỏng nặng. Ngay sau khi xảy ra vụ việc, lực lượng công an và cứu hộ địa phương đã có mặt để điều tiết giao thông, xử lý vụ việc. Sáng 27 tháng 2, một sự cố giao thông đáng tiếc xảy ra trên đoạn đường cao tốc kết nối Nha Trang và Cam Lâm thuộc địa phận xã Cam Phước Đông, thành phố Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa đã khiến hai người thiệt mạng. Theo đó, vào khoảng 3 giờ sáng cùng ngày, tại km 45 cao tốc Nha Trang - Cam Lâm, đoạn qua xã Cam Phước Đông, thành phố Cam Ranh, Khánh Hòa, đã xảy ra vụ tai nạn giao thông giữa xe khách giường nằm mang biển kiểm soát 47E00334 và xe tải biển kiểm soát 75C06636. Theo thông tin ban đầu, thời điểm xảy ra tai nạn, xe khách giường nằm đang lưu thông trên đường cao tốc Nha Trang - Cam Lâm theo hướng Bắc Nam, bất ngờ đâm vào đuôi xe tải chạy cùng chiều. Trên xe khách giường nằm có nhiều hành khách. Tại hiện trường, phần đầu xe khách bị biến dạng,
dính chặt vào đuôi xe tải. Vụ tai nạn khiến tài xế và phụ xe khách tử vong tại chỗ. Các hành khách trên xe đã nhanh chóng ra ngoài an toàn. Những người bị thương được đưa đi cấp cứu tại trung tâm y tế gần nhất. Ngay khi nhận được thông tin, đội chữa cháy và cứu nạn cứu hộ khu vực 2 lập tức điều động phương tiện chuyên dụng của các cán bộ, chiến sĩ cơ động đến hiện trường, phối hợp cùng các lực lượng cứu nạn, triển khai các phương án cứu nạn, dùng các thiết bị chuyên dụng để tạo lối thoát đầu xe khách, đưa thi thể hai nạn nhân ra ngoài. Các nạn nhân tử vong được xác định là Phan Hồng Hải, 32 tuổi, quê xã An Tâm, huyện An Lão, Bình Định, và Đỗ Minh Phụng, 34 tuổi, quê phường Đông Ba, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế. Mới đây, một vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng xảy ra trên cao tốc Cam Lộ La Sơn đã cướp đi mạng sống của ba mẹ con, gây xôn xao dư luận. Cụ thể, vào sáng 18 tháng 2, một vụ tai nạn giao thông đã xảy ra giữa 4 phương tiện trên cao tốc Cam Lộ La Sơn tại km 48 200, khiến nhiều người không khỏi xót xa. Đặc biệt là hình ảnh người cha bật khóc khi chứng kiến sự ra đi đột ngột của những người thân yêu nhất. Theo cơ quan chức năng, khoảng 10 giờ ngày 18 tháng 2, anh Phan Đình Kiều, sinh năm 1969, trú tại xã Đắc Bla, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum, điều khiển xe ô tô biển kiểm soát 36A48567, lưu thông trên cao tốc Cam Lộ La Sơn theo hướng Đà Nẵng Quảng Trị. Khi đến km 48 200 cao tốc Cam Lộ La Sơn, ô tô biển kiểm soát 36A48567 va chạm với xe đầu kéo biển kiểm soát 63C13659 kéo theo rơ móc biển kiểm soát 63R00227 đang lưu thông cùng chiều phía trước cùng làn đường. Sau khi va chạm với xe đầu kéo trên, ô tô biển kiểm soát 36A48567 lao sang phần đường ngược chiều và tiếp tục va chạm vào xe ô tô tải biển kiểm soát 63H00568 đang theo hướng Quảng Trị Đà Nẵng. Ô tô biển kiểm soát 36A48567 lao xuống bên phải đường hướng Quảng Trị Đà Nẵng. Ngay sau đó, xe ô tô tải biển kiểm soát 63H00568 bị xe ô tô đầu kéo biển kiểm soát 51D15090 kéo theo rơ móc biển kiểm soát 51R34920 đang lưu thông cùng chiều và chạm vào phía sau. Vụ tai nạn giao thông đã làm 3 người trên ô tô biển kiểm soát 36A48567 là ba mẹ con tử vong, gồm cháu Phan Đình Quang, sinh năm 2015, tử vong tại chỗ, cháu Phan Lê Khánh Vân, sinh năm 2009, tử vong trên đường đi cấp cứu, và chị Lê Thị Hạnh, sinh năm 1983, mẹ của hai cháu Quang và Vân, tử vong tại Bệnh viện Trung ương Huế. Ban An toàn giao thông tỉnh Thừa Thiên Huế cho biết đã có báo cáo gửi Ủy ban An toàn giao thông quốc gia, Ủy ban Nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế về vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng xảy ra tại km 48 200 trên cao tốc Cam Lộ La Sơn, thuộc địa phận thôn Đông Thái, xã Phong Mỹ, huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế, vào trưa cùng ngày, làm 3 người tử vong. Kết quả bước đầu xác minh cho thấy, lái xe điều khiển các phương tiện liên quan đến vụ tai nạn giao thông không vi phạm nồng độ cồn và kết quả test nhanh ma túy đều âm tính. Ban An toàn giao thông tỉnh Thừa Thiên Huế cho hay, liên quan đến vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng xảy ra tại km 48 200 trên cao tốc Cam Lộ La Sơn, tra cứu thông tin đăng kiểm cho thấy, ô tô tải bị kiểm soát 63H00568 nhãn hiệu Hino có số người cho phép chở tối đa 3 người, chủ sở hữu là bà Nguyễn Thị Hồng Nờ, trú tại Mỹ Tho, Tiền Giang. Xe có đăng ký kinh doanh vận tải, có lắp thiết bị giám sát hành trình, sản xuất năm 2021, có niên hạn sử dụng đến năm 2046. Xe tải kiểm định lần gần nhất ngày 14 tháng 9 năm 2023 tại trung tâm đăng kiểm 6703D An Giang, có hạn kiểm định đến ngày 13 tháng 9 năm 2024. Trong khi đó, ô tô con biển kiểm soát 36A48567 là xe cá nhân 7 chỗ, nhãn hiệu Ford, sản xuất năm 2019, xe không đăng ký kinh doanh vận tải. Ô tô 7 chỗ có hạn kiểm định đến ngày 17 tháng 8 năm 2024. Đối với xe đầu kéo biển kiểm soát 63C13659, nhãn hiệu International, thuộc công ty trách nhiệm hữu hạn Thương mại Dịch vụ Đại Ngân, có địa chỉ tại Mỹ Tho, Tiền Giang. Xe sản xuất năm 2012, có niên hạn sử dụng đến năm 2037, đăng ký kinh doanh vận tải và có lắp thiết bị giám sát hành trình. Ô tô đầu kéo kiểm định lần gần nhất ngày 22 tháng 12 năm 2023 tại trung tâm đăng kiểm 6302D Tiền Giang, có hạn kiểm định đến ngày 21 tháng 6 năm 2024. Rơ móc 63R00227 là xe semi rơ móc tải chở container, nhãn hiệu Quistimes, có đăng ký kinh doanh vận tải, sản xuất năm 2015, có hạn kiểm định đến ngày 30 tháng 6 năm 2024. Như vậy, tất cả các phương tiện trong vụ tai nạn đều còn hạn kiểm định tại thời điểm xảy ra vụ việc.
Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình ngày hôm nay. Quý vị và các bạn đừng quên theo dõi kênh YouTube của báo Sài Gòn Giải Phóng để cập nhật thêm những thông tin hữu ích khác. Cảm ơn quý vị đã luôn đồng hành cùng với chúng tôi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.